trời ơi, hả chú Duyên ở đây làm sáng giờ kiếm muốn chết hả? Trời ơi, nãy giờ em bán chú Duyên cho mấy cô chú ở khu vườn kỳ lạ này chứ đâu kiếm. Vậy sao? Làm gì bữa nay đi, có bán gì lòng thòng vậy? Bán hộp việc lộ. Em hết sức đó, đọc sau đi vậy à. Một là để một chữ là ta hiểu rồi, để gì nhiều quá vậy? Để vậy mới biết cà cái bà lắm. Phải không? Đúng rồi. Thiệt á, kiếm tôi chi? Kiếm hả? Để nói cái chuyện còn gian dở. Chuyện gì mà gian dở, là chuyện gì? Thì cái chuyện mà cái chuyện của những chiếc lá trời. Đúng rồi. Chờ sẽ lại chân cao xa. Đúng luôn. Chuyện của những chiếc phà lưu ly một phút xong. Chuyện của ông ta đó sắp xe sợi chỉ hồng. Cho hạ chuối chiên với ăn hầu hộp dịch lộn. Cùng sống trên bến phà kỷ niệm. Con nhà nghèo, cha mẹ phải dạy đặt từng bữa. Lỡ mai mốt mình có đám cưới thì cũng có tiền để làm dạy ba mắt khổ ghen. Ý trời đất ơi, họ hạ hai bên đều biết tôi mình nghèo khổ. Vậy là em chịu rồi phải không? Không. Sao mà không? Tôi đẹp mà, tôi không có chịu ai chứ, tôi phải đánh giá chứ. Em không chịu anh, không lẽ em chịu cái ông đó. Tôi không có chịu làm vợ ai cơ. Tôi biết mà. Nghèo cũng có tội đó phải không? Hả? Em bằng. Em bằng. Lòng theo luôn á. Làm gì bắt tay dữ vậy? Có bắn à? Ai đâu? Bằng mà không bắn à? Nó bằng ở đây là bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Vườn cây xanh qua trái đơm hương. Thứ gái qua sông, chồng họ thân quen. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu. Về quê, cầu tre dâu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh mãi tranh nghèo. Về đây, người quê chỉ có có chuyện thuyền ba lá đây 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 yêu em. Anh nói giờ gặp lại nhau chừng như mộng mị chim bao từ cõi nào anh về bên em tương hồi. Đọc quá. Dặn kỹ chung tay nhau nào đâu có tôi tình gì một tấm tình chung. Nếu là chúng mình ai đứa xa nhau làm sao em sống khi mất anh rồi. Đang cay rai rứt trang mi mằng chiêu và biết anh tôi nguyện yêu anh yêu mãi muôn đời. Xin phụ xuống mình em. Cha đã không thương anh bằng chia đôi nữa. Ta duyên sai mối phải theo chồng một kẻ không yêu. Nỡ trần cha đã dạy anh, đời em phải trả cho quá sâu sắc. Tới muốn
dữ vậy? Đứng nó cắm đi kìa. Ai cũng nói. Mà mở miệng ra cái tỷ tá. Cắm đi. Quá hạnh phúc. Vậy là em chịu mần vợ phải không? Trời ơi, mần. Thì thôi bán hộp vịt lộn đi, quyết đi đặng có tiền đặng cưới em. Quyết định vậy đi. Bán hết hộp vịt lộn với chuối chiên. Anh dắt em qua tới bên cô. Hôm. Mần. Cưới. Đúng rồi. Trời ơi, nãy giờ gặn hoài mệt quá à. Chỗ nào đúng là nói đúng. Thôi, dậy đi. Vậy gì mình đi nha. Má ơi, con có vợ rồi. Hết cả lâu luôn rồi.